Nhằm phục vụ thị trường dịp Tết, ngay từ sớm, nông dân Dĩ An đã chuẩn bị cho mùa vụ Tết Giáp Thìn 2024. Nhìn chung do thời tiết khí hậu khá thuận lợi, nên năm nay nông dân Dĩ An vừa được mùa vừa được giá và có một mùa xuân ấm cúng và sung túc. Dĩ An được biết đến là thủ phủ công nghiệp của tỉnh Bình Dương, với cơ cấu kinh tế chủ yếu là sản xuất công nghiệp và dịch vụ thương mại, chỉ còn một số ít là sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, thực hiện tái cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp của địa phương theo hướng nông nghiệp đô thị, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của thành phố Dĩ An. Trong những năm qua, nhiều nông dân đã chủ động chuyển đổi sang các mô hình sản xuất nông nghiệp đô thị, diện tích đất nhỏ nhưng mang lại hiệu quả kinh tế cao. Trong đó điển hình như mô hình sản xuất hoa quả trong nhà kính, mô hình trồng và kinh doanh sinh vật cảnh. Đến giờ này thì phải nói như những ngày cận Tết này thì bà con đó là nông dân rất tất bật là coi như thu hoạch các cái nông sản cũng như là cái hoa màu, trong đó là đặc biệt là bonsai cây kiểng, hoa lan. Để chuẩn bị cho mùa vụ Tết năm nay, ngay từ sớm, nhiều nông dân cũng đã xuống giống và tập trung chăm sóc nhằm mang lại sản phẩm không chỉ có mẫu mã đẹp mà chất lượng cũng phải an toàn. Điển hình như vườn trồng dưa lưới của ông Nguyễn Mạnh Hùng, tọa lạc tại phường An Bình. Khu vườn này vừa được ông Hùng đầu tư cách đây khoảng 3 tháng, chỉ rộng hơn 2.000 m2 với tổng chi phí trên 1 tỷ đồng, được đầu tư theo hướng công nghệ tiên tiến, hiện đại, ít tốn công chăm sóc, hạn chế sâu bệnh và đặc biệt là không sử dụng thuốc hóa học. Thị trường thì chúng tôi cũng chủ yếu là cung cấp trực tiếp cho các cái đối tác của cái vụ trước mình, người ta đã mua của mình. Và cái giá cả thì do cái vụ Tết này thì nó cũng có hơi nhích hơn so với vụ trước. Cái sản lượng cả vườn thì có ước tính được khoảng 9 tấn, 6.000 gốc cây. Cũng nghe bạn bè với cả người thân giới thiệu á, nên là đến thì cũng thấy khá là bất ngờ luôn. Nói chung là dưa thì giòn ngọt và tươi nữa, nên là cũng gắng mua thêm nhiều về biếu bà con dòng họ dịp Tết đây. Cùng với đó, dù ảnh hưởng khó khăn của nền kinh tế, nhưng nhìn chung, thị trường các mặt hàng hoa mai, hoa lan và bonsai cây cảnh năm nay cũng khá ổn định. Bởi theo phong tục tập quán của người Việt Nam, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, thì nhà nào cũng cố gắng mua sắm một vài chậu hoa lan, hoa mai để trưng Tết trong nhà. Năm nay thì có thể là cũng không bằng mọi năm, nhưng mà cũng có lẽ là khả quan, tại vì qua một năm cập rạp rồi, thì hôm nay người ta cũng phải đón cái xuân cho nó tươi tắn lên. Thì cái nguồn bông hoa đây tôi về để cung cấp cho bà con thì hôm nay là cũng khá là sớm tụ, là mang cũng phát triển. Năm 2024 này thì Hội Nông dân thành phố cũng tập trung chỉ đạo là coi như là các phường, đặc biệt là những cái phường mà còn là coi như diện tích nông nghiệp, tập trung để mà chuyển đổi dưới cái mô hình mới, làm sao mà sản xuất nông nghiệp là phù hợp với cái môi trường, rồi là đảm bảo cái việc mà năng suất, rồi là đảm bảo cái thu nhập của bà con. Với sự chuẩn bị chu đáo của nông dân cùng với điều kiện thời tiết khí hậu năm nay thuận lợi, nông dân thành phố Dĩ An được hưởng một mùa xuân đầm ấm và sung túc hơn.